Thưa quý vị và các bạn, nhằm phát huy giá trị lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh khu vực Tây Yên Tử gắn với phát triển du lịch, năm nay lần đầu tiên Hội Xuân Tây Yên Tử được tổ chức tại xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động với nhiều hoạt động văn hóa đã thu hút được đông đảo nhân dân và du khách thập phương đến chiêm bái cảnh chùa. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa tôn giáo, nếu Đông Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh là nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông tu tập, thì Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Giang là con đường Hoàng Dương Phật Pháp của vị vua từng rũ bỏ ngai vàng, chuyên tâm tu hành và tạo dựng một dòng thiền mang bản sắc dân tộc. Sau khi Phật Hoàng nhập Niết Bàn, Tổ Đệ Nhị Pháp Loa và Tổ Đệ Tam Huyền Quang cũng theo con đường phía Tây này thực hiện nhiệm vụ Phật sự của Trúc Lâm, cho mở mang, xây dựng chùa tháp, phát triển đạo Phật rộng khắp ở Bắc Giang. Khai thác hệ thống di tích, danh thắng vùng Yên Tử nói chung, sườn Tây Yên Tử nói riêng là một nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch của tỉnh. Qua đây, từng bước khôi phục, bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh khu vực, kết nối với khu danh thắng Đông Yên Tử, đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh, nghỉ dưỡng của người dân, tạo ra động lực mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng thời khẳng định giá trị văn hóa Phật giáo Trúc Lâm suốt hơn 700 năm qua và khôi phục con đường hành hương trong không gian văn hóa Trung Đông Tây Yên Tử. Lễ khai hội xuân và khánh thành giai đoạn 1 dự án khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc khôi phục những giá trị văn hóa của miền Tây Yên Tử, là điểm nhấn trong chuyến hành trình của du khách thập phương khi về với Trúc Lâm Tam Tổ do Phật Hoàng Trần Nhân Tông sáng lập. Ủy ban nhân huyện được Ủy ban nhân tỉnh giao cho tổ chức lễ hội Xuân Tây Yên Tử năm 2018 thì đã phối hợp với Sở Văn hóa Thông tin xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội Tây Yên Tử năm 2018. Thì huyện đã thành lập ban chỉ đạo và các tiểu ban, 5 tiểu ban giúp việc, gồm có tiểu ban lễ tân, tiểu ban nội dung, tiểu ban nội trại, tiểu ban hậu cần và tiểu ban an ninh và an toàn giao thông. Thì chúng tôi đã chỉ đạo các tiểu ban được các cơ quan chức năng đã chuẩn bị tốt cho nội dung và chỉ đạo các xã, mỗi xã nó xây dựng một cái trại để cái thành tổ chức cái hội trại để quảng bá về cái sản phẩm du lịch của địa phương. Ngoài việc bảo tồn các giá trị, việc xây dựng các công trình tâm linh và mở hội hàng năm đã đáp ứng được lòng mong mỏi của các chư tôn, tăng ni, Phật tử, nhân dân và du khách trong việc chiêm bái lễ Phật. Cùng với việc khánh thành chùa Hạ, một điểm chùa trong tổ hợp 4 ngôi chùa ở phía Tây kết nối với chùa Đồng trên đỉnh Tây Yên Tử. Tại lễ khai mạc Hội Xuân Tây Yên Tử đã có một chương trình nghệ thuật tái hiện lại con người và cuộc đời tu hành của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Hoạt động đã thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương đến với khu du lịch tâm linh Tây Yên Tử. Đến đây với cái di tích lịch sử của Tây Yên Tử này thì nói chung là chúng tôi thấy cái tư tưởng nó rất thoải mái, mà cảm thấy nó vui, mà hơn nữa là cảm thấy cái tinh thần nó tự tin, phong cảnh rất là đẹp. Đến với lễ khai hội của Tây Yên Tử thì hòa cùng dòng người rất là đông đúc từ các nơi về đây để tham gia cái lễ hội của đầu tiên của khu vực Tây Yên Tử. Tôi rất là vui, rất là tự hào bởi vì mình là người con của Sơn Động,
hôm nay lại về dự cái lễ khai hội của khu vực Tây Yên Tử. Tây Yên Tử thì đến đây thì du khách sẽ được nếm thử rất là nhiều các đặc sản của khu vực Tây Yên Tử mà chỉ có ở khu vực phía Tây này mới có. Ví dụ như là lá trầu tiên này, hoặc là măng đắng và các bài thuốc của dân tộc Dao. Nằm trong chuỗi các hoạt động của lễ hội Xuân Tây Yên Tử, huyện Sơn Động đã tổ chức hội trại văn hóa. Hoạt động này đã thu hút tất cả các xã thị trấn trên địa bàn huyện tham gia. Với 23 trại văn hóa tại ngày hội là những bức tranh sinh động về đời sống văn hóa cũng như phong tục tập quán của các dân tộc trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, tại lễ hội Xuân Tây Yên Tử, huyện Sơn Động cũng đã tổ chức trình diễn sản phẩm đặc thù của địa phương. Thông qua hội trại văn hóa, gian trưng bày của các xã thị trấn, huyện Sơn Động đã tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng của địa phương, tạo được ấn tượng đối với du khách trong dịp chảy hội vui xuân ở Tây Yên Tử. Người dân tộc Dao ở đây, chúng tôi chỉ làm nghề thuốc nam, gia truyền của mình. Bán những các mặt hàng chúng tôi phải đi mãi ở dưới miền xuôi, nhưng mà bây giờ chúng tôi không phải đi xa nữa, chúng tôi sẽ bán tại nhà mình. Và chúng tôi sẽ làm cái thương hiệu để bán tại nhà mình. Hội Xuân Tây Yên Tử là điểm nhấn để mở rộng các tuyến tour du lịch trong tỉnh Bắc Giang, từ đó tạo ra nhiều nguồn việc làm cho người dân bản địa, đồng thời giới thiệu, quảng bá sản vật, ngành nghề truyền thống của các dân tộc đang sinh sống tại địa phương. Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Giang cũng rất chú trọng trong công tác bảo vệ tài nguyên rừng hiện có, phát triển bền vững, đa dạng sinh học các loài động thực vật rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử. Trong lễ hội lần này, tôi muốn cộng đồng chúng ta, tất cả mọi người hãy nhìn thấy tiềm năng của quê hương đất nước mình, đồng thời có trách nhiệm bảo tồn, gìn giữ những tài nguyên thiên nhiên và đang hiện hữu trên trước mặt chúng ta ngày hôm nay. Tôi muốn chúng ta phải bảo tồn, phát triển rừng, đồng thời giữ gìn tất cả những cái gì mà thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta. Gian hàng của chúng tôi hôm nay phản ánh lên rằng nguyện vọng của bà con nhân dân dân tộc Dao của Tuấn Mậu nói chung và của cả cộng đồng bà con dân tộc các trong huyện Sơn Động nói chung đều muốn bảo tồn cái văn hóa của mình và đồng thời văn hóa thảo dược của người Dao, đặc biệt ở khu vực Tuấn Mậu trên núi Yên Tử. Chúng tôi muốn tất cả mọi người cùng chung tay góp sức bảo tồn nơi thiên nhiên hùng vĩ này của chúng ta trường tồn mãi mãi. Tuy hạ tầng tại khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử chưa được hoàn thiện, song lễ hội Xuân Tây Yên Tử đầu tiên đã thu hút được đông đảo du khách đến dâng hương vãn cảnh chùa. Thời gian tới, khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử sẽ tiếp tục được hoàn thiện, trở thành điểm nhấn du lịch Bắc Giang, góp phần tạo nên một hành trình du lịch khám phá mới, hấp dẫn và nhiều trải nghiệm cho du khách trong và ngoài nước.